Út Nguyễn chào mọi người. Hôm nay 24 tháng 11 mình có một số cây phôi hàng khai thác núi rừng. Tổng hợp các loại cây núi rừng. Đầu tiên là lô phôi mã số 1. Bao gồm hai phôi chiều xuân, một phôi sơn liễu, một phôi hải châu và một phôi trắc. Giá cả lô là 300 bao ship. Phôi chiều xuân. Cây chiều xuân có hoa nở rất là thơm. Một phôi sơn liễu. Sơn liễu là dòng cây có thể chịu được nước. Mọi người phối tiểu cảnh làm hồn nông bộ thì cây sẽ rất là hợp. Kích thước lá cây sơn liễu bé bằng lá sam núi. Một phôi hải châu và một phôi trắc. Phôi trắc dây. Giá cả lô là 300 bao ship. Lô phôi mã số 1. Lô phôi sơn liễu mã số 2. Tổng hợp lô này bao gồm 5 phôi sơn liễu. Giá cả lô là 320 bao ship, chiều cao từ 20 đến 25. Sơn liễu có kích thước lá bé rất là hợp để mọi người làm cây hàng mini. Quả khi chín sẽ chuyển nhiều màu hồng, tím và tím đen. Lô phôi mã số 2, giá 320 bao ship. Tiếp theo là lô phôi mã số 3, lô phôi tổng hợp bao gồm chiều xuân, bạch mai rừng và sơn liễu. Phôi chiều xuân. Giá cả lô là 250 bao ship. Phôi này là phôi chiều xuân. Phôi bạch mai rừng. Và phôi sơn liễu. Chiều cao tầm 30 đến 35. Lô phôi mã số 3. Lô phôi mã số 4, giá 280 bao ship. Gồm 2 phôi, 3 phôi tổng hợp. 3 phôi, 3 loại cây. Một phôi sơn liễu. Một phôi chiều xuân. Thì chiều xuân cao tầm 35. Một phôi bạch mai rừng. Giá cả lô là 280 bao ship. Lô phôi mã số 4. Giá 280 bao ship. Lô phôi mã số 5 gồm 2 phôi, giá 250 bao ship, 2 phôi chiều xuân. Phôi chiều xuân cao tầm 35. Lô phôi mã số 5, giá cả 2 là 250 bao ship. Tiếp theo là cây trắc mã số 6. Giá 400 bao ship. Cây dáng rất là hay. Giá mềm cho mọi người sưu tầm. Cây này cao 60. Cây trắc mã số 6. Giá 400 bao ship. Lô phôi bạch mai rừng mã số 7 bao gồm 2 phôi, giá 350 bao ship. Chiều cao tầm 40. Lô phôi bạch mai rừng mã số 7. Tiếp theo là cây bạch mai rừng mã số 8. Giá 250 bao ship. Cây này hoành
tầm 35, chiều cao là 40. Cây bạch mai rừng mã số 8. Cây có phần lỗ bọng trên thân, phần này là xuyên thủng xuống dưới này. Cây bạch mai rừng mã số 8 giá 250 bao ship, chiều cao 40. Và cây cuối cùng trong clip là cây bạch mai rừng mã số 9 giá 450 bao ship. Cái này hoành tầm 32, chiều cao là 75. Cây bạch mai rừng mã số 9. Mọi người có thể cắt chốt này là một cây dáng lắc rất là hay. Mình để nguyên để anh em tự cắt theo sở thích. Cây bạch mai rừng mã số 9. Dòng bạch mai rừng rất là dễ trồng. Đặc biệt cây này mọi người có thể điều chỉnh được thời gian cho hoa. Sau khi vặt lá 30 ngày thì cây có thể cho được hoa. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây cũng là số Zalo của mình.